Hi, xin chào tất cả các bạn yêu sáo trúc Việt Nam. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự được mời đến đây anh Cao Chí Minh, là một nghệ nhân sáo trúc của Việt Nam. Anh không những là một nhà sản xuất sáo trúc mà còn có thể chơi được thành thạo tất cả các loại sáo trúc của Việt Nam. Và bây giờ xin mời anh có thể giới thiệu đúng trước bản thân đúng không ạ? Xin chào MC Huyền Trang. Xin chào tất cả các bạn yêu sáo. Tôi giới thiệu đôi nét về bản thân trong cái quá trình tôi đến với cây sáo như thế nào. Thì thực ra thì nói về việc chơi sáo thì tôi chơi từ rất lâu rồi, từ những ngày còn nhỏ cơ. Những cái khi mà mình khoảng 10 tuổi là tôi đã bắt đầu biết chơi bập bẹ một vài bài. Và đến quá trình khi năm 2007 tôi lên học tại Hà Nội thì tôi được trực tiếp đi học tại nhà các nghệ sĩ như nghệ sĩ Lê Thái Sơn, nghệ sĩ ưu tú Tiên Vượng. Thì ở đây thì quá trình học tập của tôi thì tôi được tiếp xúc về quá trình sản xuất và cách để có thể chế tác ra những cây sáo phổ biến nhất của Việt Nam. Và đến bây giờ thì cho đến hiện tại thì cây sáo nào của Việt Nam tôi cũng có thể chế tác và sử dụng thành thạo được. Một số cây sáo tôi kể ra đây thì hầu như những bạn chơi sáo đều có thể biết. Ví dụ cây sáo ngang của Việt Nam này, cây sáo ngang của Việt Nam, cây sáo trúc, sáo nứa của Việt Nam, cây sáo mèo, cây sáo bầu. Sáo bầu này thì nguồn gốc thì nó là của dân tộc Mông ở bên Trung Quốc, nhưng hiện tại được dùng rất phổ biến ở Việt Nam và bản thân tôi cũng có thể chế tác và căn chỉnh được. Anh ơi, nãy giờ thì em thấy anh giới thiệu rất nhiều loại sáo, thì đây là hai cây sáo trúc em biết rồi, còn đây là cây sáo bầu đúng không ạ? Nó có cái hình quả bầu. Đúng rồi. Nhưng mà cái cây sáo này gây sự chú ý của em này, đó là cây sáo mèo đúng không ạ? Thì không biết là cái tiếng kêu của nó có liên quan gì đến không ạ? Con mèo không? Đây này là đúng là tên là cây sáo mèo, nhưng mà nó không có liên quan gì đến con mèo nhé. Thì anh sẽ giải thích cho em tại sao nó lại có cái tên gọi như vậy. Thì thứ nhất là về một cái bản nhạc, thì đầu tiên là để cho mọi người dễ dùng, có một bản nhạc tên là Người Mèo Ơn Đảng. Thì đây tức là nó liên quan đến một dân tộc của Việt Nam. Thì dân tộc ở đây là người đồng bào người Mông, người Mèo đấy. Thì nói đến dân tộc người Mông thì ai cũng biết. Dân tộc Hơm Mông thì nếu mà nói về sâu xa thì người ta xuất phát gốc gác của người ta là chính xác là ở bên Tây Ban Nha sao cơ. Đấy, anh có tìm hiểu ở trên Wikipedia đấy, thì dân tộc Mông của mình hay một số người gọi là dân tộc Mèo xuất phát ở bên châu Âu, nhưng sau quá trình dịch chuyển lịch sử thì là người Mông đã di chuyển về cái khu vực phía Bắc của Việt Nam đấy, và chia làm hai nửa. Trong cái quá trình phân chia lãnh thổ ấy, thì bây giờ là người Mông là chia làm hai nửa, một nửa bên Việt Nam, một nửa người Mông là sống ở bên Trung Quốc. Trực tiếp anh ở đây, anh đã tiếp xúc với những người Mông, người Hà Giang đấy, là người Mông, thì những bạn ấy kể rằng là các bạn ấy hoàn toàn có thể nói chuyện với người ở bên kia biên giới, đang người Mông đang ở bên Trung Quốc, hai người là cùng tiếng nói, người ta đều nói tiếng dân tộc Mông được. Và về nhạc cụ thì cái cây sáo mèo này hoặc là sáo Mông này là gọi theo cái tên vùng miền của người ta. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã có cái sự chia sẻ và em đã cảm thấy là mình hiểu biết hơn về các loại sáo rồi đấy. Thì em thấy là tên gọi khác nhau này, hình dáng khác nhau này, thì không biết là cái âm thanh khi mà anh thổi ấy thì có khác nhau nhiều không ạ? Âm thanh thì bây giờ thì cái cách mà diễn tả tốt nhất ấy thì đó là anh thử chơi một đoạn ngắn đi để cho em và các bạn đi dễ nghe và dễ phân biệt. Thì ở trên tay đây là cây sáo ngang nhé. Cây sáo ngang thì có lẽ thì ai cũng biết rồi, anh sẽ thổi một đoạn ngắn là mọi người biết, là mọi người thấy quen thuộc ngay. Đấy là âm thanh của cây sáo ngang. Còn bây giờ thì âm thanh của một cây sáo rất là đặc trưng, sáo của đồng bào người Mông, bản Xuân Về Bản Mèo. Thank you.
em đang nghĩ đến việc là có lẽ mình nên đi học một lớp thổi sáo. Được, cái này thì Cao Chí Minh sẽ sẵn sàng nhận một MC rất tuyệt vời như là người trai đấy. Còn cây sáo bầu này anh ơi, âm thanh sẽ thế nào nhỉ? Cây sáo bầu này thì như vừa nãy Cao Chí Minh giải thích cho các bạn ấy, cái vùng đồng bào dân tộc Mông ấy, một nửa thì hiện đang sinh sống ở vùng phía Bắc, vùng Hà Giang của Việt Nam. Đấy, còn một nửa thì vẫn ở bên Trung Quốc. Thì theo như hiểu biết của Cao Chí Minh là cây sáo bầu này bên dân tộc đồng bào người Mông mà bên Việt Nam mình không có làm, không có chế tác, mà nó lại nằm ở vùng đồng bào bên dân tộc Mông ở bên Trung Quốc cơ. Đấy, về âm thanh thì bản chất nó hoàn toàn giống với cây sáo mèo này, nó giống nhau nhưng nó chỉ khác về hình dáng bên ngoài thôi. Thì nếu như để dễ hình dung thì tôi có thể rút cái cây này ra, thì đây nó hoàn toàn là một cây sáo mèo nhỏ, nó là một cây sáo này nhỏ, nó được nhét vào quả bầu mà thôi. Âm thanh thì nó sẽ cao hơn một chút, trong trẻo hơn một chút. Đấy, để cho các bạn dễ hình dung thì cả hai cái nhạc cụ ở đây, sáo bầu và sáo mèo, đều là sản phẩm của đồng bào người Mông, nhưng cái này thì là của người Mông ở bên Trung Quốc người ta gìn giữ được, còn đây là sản phẩm của người Mông ở bên Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì cho người Trang và các bạn cùng nghe nhé, âm thanh nó khá giống nhau. Say mê lòng người đúng không anh? Cảm ơn Huyền Trang, cảm ơn tất cả các bạn. Do thời lượng có hạn nên chương trình tạm thời kết thúc tại đây. Rất là mong có những buổi chia sẻ lần sau cùng nghệ nhân Cao Chí Minh để có thể lan tỏa những cái nét đẹp cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và sau đây MC Huyền Trang xin có một bó hoa tặng cho anh Cao Chí Minh. Chúc cho tiếng sáo của anh luôn xinh đẹp bông hoa này. Cảm ơn MC Huyền Trang, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào.